Konnichiwa, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Heiha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình đó. Lần trước mình đã thắng được tụi nó và đã có được cái cúp gọi là trốn tìm, chùm tốn tìm, xin tố tìm. Mà chưa hết đâu, mình đã vậy còn có được một đống cái rương kim cương này các bạn. Ui giời. Với số kim cương này, mình có thể đi du lịch thoải mái và đến những nơi mình thích mà không sợ hết các bạn. Cái gì? Trời mày, anh không mày. Bạn nghĩ có việc đi du lịch cho bằng số kim cương đó hả bạn? Trời, sao ai cho, Đây chính là phần thưởng của tao khi mà trở thành chùm trốn tìm mà lần trước tụi mày đã thua kèo, hiểu chưa? Cùi bắp mà tụi bay không có. Bởi vậy nếu mà có nó có cúp mà chùm núp tìm là mày đó. Ôi, tao xin lỗi mày, tao có 100 cái mà tao chưa muốn thô ra thôi. Ghê á. Bắt ke không được nhà nước công nhận. Cùi bắp. Tao tốt đừng có gọi đó. Ăn mừng sớm lỡ hôm nay bạn mất cái cúp đó thì sao? Sao mà mất được? Hôm nay tụi bay nói sao hôm nay mất là ý là hôm nay tụi bay định rủ tao chơi tiếp nữa hả? Tụi bay định lòi phát cái lực của tao nữa hả? Đúng rồi anh. Tao sẽ trốn kỹ như chứ tao được kỹ. Cúp này rồi tại sao phải chơi? Cái gì kìa? Cái gì đây? Cây kim cương hả? Thôi người nó ngồi trong hang. Tao chưa giới thiệu. Đây chính là cái cây có thể sản xuất ra được kim cương. Đồ. God damn. À nếu như mày thắng thì mày sẽ được một cái khu rừng kim cương như thế này. Còn nếu mày thua thì tao sẽ lấy hết số phần kim cương của mày và mày sẽ mất danh hiệu vua trốn tìm. Đúng rồi. Mình có nên có ghen làm giàu không ta? Dừng đi. Dừng đi còn kịp, nghe lời tao dừng đi. Ôi, dâm ba. Cái gì? Cái cây này nó có thể sản sinh kim cương vĩnh viễn luôn hả? Nó cứ sản sinh hoài luôn hả? Được. Chủ yếu tao nhìn là tao biết tụi mày chỉ muốn lấy cái cúp danh hiệu kiếm trốn tiền của tao thôi, chứ tiền cái đó với tụi mày không là vấn đề chứ gì. Đương nhiên tụi tao nhà giàu mà. Ghê. Được, tao chấp nhận lời đề nghị của tụi mày. Vậy bây giờ tụi mày giao luật đi hay là luật cũ? Luật y chang như cũ, không có nói nhiều. Ok, là tao sẽ tìm mày 2 lần và một trận tao đi trốn đúng không? Đúng rồi, đi ra giữa hàng, nhanh lên. Ok mấy nhóc, trốn đi mày, mấy nhóc, tụi mày sẽ có. Tao đưa mày cái rèo đó, nhóc. Đâu, cái rèo đâu, cái rèo đâu. Ôi, cái rèo đâu. Cái rèo đâu, nhóc ơi. Mày trôi xuống đây tao. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hôm nay mình không xài hai cái bản hát cũ nữa, mình xài một bản, một chế độ hát mới các bạn. Đó chính là hát xuyên thấu. Cái này giống như là nhìn chế độ xuyên tường luôn các bạn, là nhìn nó sẽ phát hiện ra địch ở cự ly 13 block. Đó, ví dụ có ai ở gần 13 block là nó sẽ hiện lên cho mình nhìn thấy xuyên tường luôn. Khúc đó mình chỉ vấn đề là tìm tụi nó chỉ 1 phút 30 giây thôi các bạn. Go. Bây giờ mình mới bắt đầu thật sự đi tìm đây các bạn ơi. Cái cây này thì mình sẽ để đi, còn cái này thì đó, bây giờ mình sẽ quét nha. Coi có ai không? Coi gần gần đây không? Một con mồi. Ôi là là. U, hai con mồi. Thì các bạn, hai con mồi đang ở dưới nè. Bây giờ mình chỉ cần tìm đường đi xuống dưới nữa là xong. Ok ta. Từ nào đi trong đó rồi vậy? Ủa, trời ai dưới nhà Nabi vậy ta? Yummy với lại Nabi các bạn. Dạ. Nào mới đừng vô đó, mới đừng vô đâu. Tụi tôi không có ở nhà Nabi, tụi tôi ở nhà Quy Nước. Mời bạn qua bên đi. Chạy Vinh, một đứa. À dám tôi hả Jimmy? Dám. Chạy đi. quét nào. Này có không? Này không có ai luôn, này không có luôn các bạn ơi. Mình sẽ cứ đi vòng vòng mình quét vậy á, chừng nào ra thì mình xử tụi nó. Ư giời ơi. Này.
một con mồi đứa đã xuất hiện. Theo mình thấy hai đứa trốn chung mà, có thể là Na Chi với lại Vinh Kỳ các bạn. Tại vì hồi nãy mình mới giết Na Bi với lại Jimmy rồi, chỉ còn đó là một cặp thôi thì mới có thể trốn chung được. Hai đứa kia đang làm gì cơm chó dưới kìa bạn ơi. Đậu xanh biết đường xuống đường nào chết liền luôn á mấy người á. Ủa là la vậy mới thấy cái gì vậy? À chị lên đây coi thuộc bi giá có không vậy? Mà chui vậy chứ không chết chứ. Trốn chỗ này là không bị giá thấy được đâu. Các bạn ơi, hồi nãy tụi nó chơi thuộc bi giá mà mình nhầm nhìn cứ tưởng cái gì không luôn các bạn thấy không? Trời ơi, nó cứ vậy. Để xếp nãy nhìn các bạn nhìn hình màu trắng thì kỳ không? Bởi vì ta nói nhiều lúc nhìn phải nhìn thấy đỏ các bạn ơi. Trời ơi, lên đây. Trời vậy trời ơi, trốn đây à, trốn đây. Wow. Trời tài nhất. Ôi nè, lọt lửa nè. Thục đen, thục cái gì? Bia này nè, lên thục đó cho cái cục màu vàng vô cái lỗ bên này hả? Lên. Đúng rồi, em thục cái cục màu trắng nè, vô cái cục màu vàng đây là đẹp. Ờ, đấy cái gì lên. Đúng rồi, chị bả đi, bả chơi dở lắm, bả chơi dở lắm. Đúng rồi anh, chị bả đi. Chạy đâu con sâu, mày chạy đâu con sâu. Chạy vô là gương mày. Mày đã chạy đi đâu khi gần bạn mày? Ủa, sao vậy? Mày chạy nữa đi con. Chạy nữa đi con. Mày chạy nữa đi con. Mày chạy nữa đi con. Được rồi. Chỉ còn chó Huy thôi. Thằng chó Huy thôi các bạn. Mình phải đi tìm nó. Các bạn thấy cái máy quát xịn chưa? Mày có cái chỗ này hôm bữa của mình để coi nó có trốn trong này không? Hèn gì thấy quét hết cả làng rồi không thấy. Là chỉ còn cái chỗ này thôi. Không còn cái chỗ nào hết các bạn. Cú cú. Mày tại sao mày lại trốn chỗ của tao? Chạy đường nào vậy? Ủa, tụi nó thấy chó Huy này. Ủa, chắc là ảo giác thôi các bạn ơi. Hôm nay trốn tìm nó đơn giản như đen dở rồi các bạn ơi. Trời ơi, đi về coi mấy con gà sao coi. À đồ, các bạn coi mấy con gà đi làm gì cả. Ơ, mấy con gà quay lại à. Hello, mấy con gà thật bay. Hên gì, ăn hên gì, ăn hên gì. Ăn hên gì đâu? Hát gì, hát gì, không hát luôn, không biết hát là gì luôn. Không biết ăn gian là gì đó. Tao không hát, tao không hát à. Nói bậy bậy chứ là tao không hát. Tao dùng lông nhá. Tao không cảm chịu, tao uống chữ ngay. Đi tìm cái lông. Rồi, vậy bây giờ tao nhảy này, tao đứng đây tao tìm hay sao? Không, tao muốn mày xuống dưới đất. Ờ, chấp rồi luôn. Xuống luôn. Ok, xuống luôn, rồi nè, trả tụi mày block nè. Ok, chấp tụi nó luôn các bạn. Sợ gì, mình có cái hát xuyên thấu trên tay rồi thì chấp cả tim luôn cho tụi nó tốn. Tụi nó có tốn không được nữa. Lên. Bây giờ đi tìm mấy nhóc con hả bạn. Bốn. Nó đi, hồi nãy mình thấy tụi nó đi đường này nè. Ok, máy quét xuất hiện. Nó trốn đâu hết rồi. Sao không quét được con thằng nào vậy? Có luôn. Bây giờ mình phải hát chỉnh lên chế độ cái cự ly của nó xa hơn mới được. Mình sẽ chế chỉnh lên thêm 3 block nữa là cự thôi. Ừ, mình chỉnh lên thôi, cự ly 20 block luôn các bạn. Ok, đây không, cái chữ đã màu vàng rồi là cái chế độ bắt đầu là nó lên căng thẳng rồi các bạn. Chừng nào lên màu đỏ là tuyệt kỹ cuối cùng của mình. Nhưng mà chưa, mình phải giấu nghề các bạn hiểu không? Rồi bây giờ mình đi quét mới gọi là đẳng cấp nè. 20 block nè. Ồ, tụi nó trốn sâu cũng dưới hỏi sao mà thấy được. Một đứa này, hai người ta, hai alon vậy, hai alon vậy. Ui, coi tivi mà tivi bị hư vậy. Hello, chào mọi người. Chào ơi, bạn ơi. Sao? Chỗ khác đi. Sao nó cũng khác? Sao nó cũng khác? Sao tôi tôi không cu tay hụt mấy xí mũi. Quầy có cái bánh hả? Cho xin cái bánh. Thì là dở đi thôi hả? Đúng rồi, ông thiệt là dở đi thôi, ông đừng có lên. Ông cho tôi nâng dây để chạy đi. Chạy đâu? Chạy tôi đi đến đường nơi nào đó tôi cần chạy. Ông cứ nghĩ là ông nên chạy đi đâu vậy? Thôi ông đứng ở đó đi. Dạ. Mà chạy đi đâu vậy? Hai đứa. Ui trời, tụi nó trốn cái chỗ hỏi sao mà cái máy nào mà quét được cái bạn. Nó sâu bất chỉ là na dưới kìa. Ờ, đi xuống. Ê, tìm nét đúng không? Chỗ nét bí ẩn. Ủa, nó sâu má ơi. Ủa, Hai Chi, sao ông nói? Ê, Hai Chi, tôi đang thắc mắc nha. Sao ông nói là cái chỗ này á, đó, được update lên mà sao tôi không thấy nó khác vậy? Thì nó cũng to hơn được miếng rồi đó. Đó, ủa, khác gì đâu? Mở máy số 3 đâu, mở máy số 3 cho anh đi. Máy số 3 đâu? Máy số 3, có game kia hay lắm kìa. Game gì? Đó kìa, anh vô ngồi, đúng rồi. Ok. Mày vô. 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 Mày vô.
đây. Ủa, đâu hết à? Ê trai. Vậy? Không thấy mình ở đây luôn mày ơi. Ủa, đâu ta? Nó bị lắc rồi, chắc chắn luôn, con nhỏ này bị lắc rồi nè. Đó, biết ngay rồi, nó chịu bị out nè. 3, 2, 1. Không. Trừ 1, trừ 2. Đỡ nó vô là mình xử nó các bạn. Cầm cái rìu lên trước nè. 3, 2, 1. Nó vô game lại, nó bị lắc. Ở đâu tài? Baby girl. Yeah yeah, give me your love, đó là phần quà. Đây rồi, đây rồi, quay. Đâu vậy? Ôi sao lần này đứa nào trốn cũng sâu hết các bạn. Thôi sao cái máy quét của mình nó bị ngu. Ủa, hai đứa này nó sâu sâu lắm luôn nè. Ủa, nó vô trong đó được đường nào ta? Cái này là cái đầu mở cửa. Baby, trời cái chỗ trốn của nó kìa, xịn vậy. À đúng rồi, mình quay công chúa Rồng Băng ở lần trước, mình nhớ rồi, cái chỗ này chính là cái chỗ của thằng nước các bạn. Bên kênh Jimmy, bạn nào chưa coi clip đó hãy cầm qua nhảy qua bên cái clip mà Hi Ha giả dòng cô gái Rồng Băng bên kênh của Jimmy để cho nước nha các bạn. Đó, bên bển Hi Ha đã biết được cái chỗ này. Trời sâu vậy, của chỗ này nó còn sâu hơn cái chỗ tiệm nét hồi nãy nữa các bạn ơi. Mùi quá trời luôn. Mày ơi, quay chỗ lấy về. Đó, nhưng mà được chỗ này cái là nguyên cái xưởng làm bánh quy của thằng núp các bạn, rất là đỉnh cao. Quay đẹp không? Đó. Em là nó ghê không? Thì lấy một sợi tóc nha. Đừng nói nghe chị nha. Hết luôn hả? Tại của em làm hết mà chị. Cũng được. Ok. Hay sao vậy? Hơi. Hơi, đứng lại thôi. Hay sao giờ nó đỡ nó với. Không chạy mà. Chạy. Rụng bà chè. Nó kìa sao thấy được. Nó kìa sao thấy được. Hơi đó rồi. Hay Hơi vô đây cho người coi nè. Đi vô trong chỗ này Hơi. Dạ. Thấy được không? Không. Hello. Mày lại ăn gian nữa rồi. Ăn gian gì nữa? Đi trốn không? Từ từ, tao đi vệ sinh cái. Giờ tao đi trốn liền. Từ từ, cho tao đi vệ sinh cái. Ok. Mình lên đây. Mình sẽ nâng cấp cái này của mình lên tới đỉnh điểm đỉnh cao nhất các bạn. Đó chính là 100 block. Ok bạn ơi. Mình đã đưa nó lên đỉnh điểm của đỉnh cao hắc luôn các bạn. Giờ nè, 100 block. Oh shit baby, bây giờ mình sẽ đi trốn cho tụi nó ở dưới đi giả bộ xong rồi bây giờ rồi đi xuống đi trốn đàng hoàng cho nó công bằng, công mấy này gáy lắm. Trốn không nè, trả tụi mày cái cây đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ta ơi. Sao sao chút. Ok, nhìn tự liên 100 block. Đi đâu rồi? Các bạn ơi, tụi nó kìa. Đâu rồi? Ê, tôi lên nhà tôi xoáy bên em, xoáy mấy chỗ khác đi. Ui, bắt đầu tụi nó chia ra rồi các bạn. Bắt đầu tụi nó chia ra rồi. Tụi nó sẽ không tìm được mình đâu. Chú hai thấy thằng đâu cũng bật. Cái gì vậy? Khóa cửa đi. Đi mặc địch này. Giật cả mình. Đâu rồi, đi tìm. Dạ đánh vậy. Đúng rồi. Thượng lên sinh thượng. Ôi ôi. Ngọc Quyền thượng. Thì ai à? Ôi lộn, lộn hàng ơi. Ôi quýnh lộn. Nghe. Có ai đóng cửa. Trần Hi Ha đó. Ui. Có thì đi tìm nó nhanh lên. Ôi lộn phải đóng bên nhà thằng Hai Chi đó, đi tìm đi. Ui nó bị đi. đang kiếm nè, chết mẹ con mày đâu, mày đâu. Mày đâu, mày đâu.
mình chạy qua tới cái ruộng rồi, nó vẫn ở nhà sầu riêng các bạn. Ôi trời, cái là trên đó. Đủ. Hô đập. Đến cái ruộng. Tao ai? Không phải tôi đang ruộng đây. Có nói chuyện nhảy hơi không? Có không hả? Có không? Không. Để chỗ tôi được mà. Trời. Ôi trời. Ôi trời, mọi người thấy nó đâu vậy? Không phải không? Ôi ơi. Ở đâu? Anh em, ta thấy mày rồi nha. Trời ơi, cái gì vậy? Con nó sợ, nó chạy ra. Rồi sắp rồi, sắp rồi, dễ cho tối, dễ câu giờ, giờ tối nữa là thắng mà. Tìm cái gì mà tới tối luôn. Tới tối luôn, chưa tìm ra. Ai là chủ nhà kinh kinh? Oh my god. Ba, hai, một, chờ tối. Chờ tối rồi bạn ơi. Hô đập, tối rồi. Mày đá tua thì phải làm gì đây Huy? Tao nói rồi, trình độ của mày không bao giờ qua được tao đâu. Chế độ trốn tìm của tao là tao trốn vòng vòng. Nãy giờ tao đi vòng vòng quanh làng, tụi mày không tìm được tao, tụi mày yếu quá trời yếu luôn. Giấy tờ nhà đất chủ sở hữu Huy ha, mảnh đất trồng cây kim cương với độ rộng 2000 hecta. Ok, ký tên vô chủ sở hữu. Đinh thôi. Tao đây. Ok, bye bye, đi ngủ ngon nha. See ya. Ok, lý này, ô dạ, lý này đến đây thôi. Nếu các bạn muốn mình làm đi công tiền nữa hay comment bên dưới nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn dưới video tiếp theo. Bye bye. See bye 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 b